Gần đây trong cộng đồng bất động sản có lan truyền nhanh chóng về một ứng dụng mang tên Mailand giúp người mua và người bán bất động sản có thể áp dụng công nghệ 4.0, Big Data và AI một cách thông minh. Bây giờ hãy cùng tải app Mailand nhé! Tải app, bạn hãy thực hiện tải app Mailand theo các bước sau. Mailand hiện phát triển ứng dụng tại hai hệ điều hành Android và iOS. Bước 1, bạn nhấn vào biểu tượng Google Play App Store trên điện thoại di động để đăng nhập vào kho ứng dụng của hệ điều hành Android, iOS. Bước 2, tại thành công cụ tìm kiếm, gõ từ khóa Mailand để tìm app Mailand. Bước 3, lựa chọn cài đặt để tải ứng dụng. Bước 4, trải nghiệm ứng dụng sau khi hoàn tất cài đặt. Bước 5, thực hiện đánh giá ứng dụng sau khi đã có những trải nghiệm ứng dụng. 2, đăng ký tài khoản. Sau khi tải app, người dùng mở app và đăng ký tài khoản như sau. Bước 1, nhấn vào mục tài khoản ở chân trang chủ. Bước 2, màn hình xuất hiện yêu cầu đăng nhập và ấn nút đăng nhập để hiển thị bảng thông tin Facebook, iCloud hoặc đăng ký tài khoản với các bước tiếp theo. Bước 4, chọn đăng ký tài khoản mới nếu chưa sở hữu tài khoản Mailand. Bước 5, tại màn hình đăng ký, điền các thông tin yêu cầu như tên đăng nhập, mật khẩu, email, số điện thoại, chứng minh thư nhân dân, mã số thuế. Vậy là bạn đã hoàn tất đăng ký và hãy trải nghiệm ứng dụng ngay thôi.